giờ mặt thấy gớm. Anh đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Nhìn cái gì? Tôi nói là một lần chót, tôi không thể nào sống với cô được nữa. Anh mới nói cái gì? Tại sao anh không thể nào sống với em được nữa? Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà. Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mày mười mấy năm nay anh xài hàng gì? Tôi không biết hàng gì, tôi biết không phải là đàn bà. Tại sao không phải là đàn bà? Đàn bà gì đó mà người y như con mắm. Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm, chứ nhìn em cũng được như con khô chứ. Người ta nói á, nam tu nữ nhủ, có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có. Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi. À, em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi. Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, dạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào. Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình. Nhiệt tình cái gì? Bây giờ anh thử dạt nhiệt tình coi. Bây giờ này em liều mạng anh đứng cho anh dạt luôn á. Anh ráng dạt nhiệt tình chút xíu đi, nó cũng rớt được hai con ốc chứ. Nói cái gì cô cũng cãi lại được hết trơn á. Cãi gì? Lành quá. Mà tao nói cho cô biết, đó chỉ là cái lý do phụ thôi. Cái lý do chánh á, tôi không thể nào ở với cô được. Tại vì cô quá xấu. Tại sao khi ngài yêu em, lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá, giờ anh chê em xấu là sao? Trước khác bây giờ nhưng khác. Mà xấu đâu phải là cái tội đâu. Xấu không là không phải là cái tội, nhưng là nghèo mới là cái tội. Không, cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số, chứ không phải cái tội. Cô không tội cho cô không phải tội cho tôi chứ. Cô nhìn nè, tướng tá cao lớn như vậy nè, đẹp trai phong lưu phóng đãng như vậy nè, phải ở một con vợ ốm nhom ốm nhách ở căn nhà mà chật chội như vậy, rồi 5 năm nữa như vậy, 10 năm nữa như vậy, 15 năm nữa cũng như vậy, rồi 20 năm nữa cũng anh ngừng cái liên khúc như vậy lại đi. Bây giờ này em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa, em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ chỉ có một điều em xin anh, còn con cái của mình nữa. Con á, cô để dành nuôi tôi không có dành đâu, nghe chưa? Mà tôi nói cho cô biết, tôi cũng không giấu gì cô. Bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp, 19 tuổi, tên là Lisa. Em biết, giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa. Nhưng mà em lại anh. Gì? Anh ơi, vì con cái của mình, em mong rằng khi nào anh mỏi gối chồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh. Vòng tay để cho thằng nào đi, thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù mai này tôi có trở thành ăn mày, tôi không lê cái thân tàn ma dại về đây đâu. Cô biết tại sao không? Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mày. Cô nghe chưa? Ổ ăn mày. Gia đình này là ổ ăn mày. Thôi được rồi, cái áo này nó xúc chỉ em mới giá xong đó, anh cầm theo để mặc đi anh. Cái áo này hả? Cô giữ để lau nhà đi. Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh? Không bao giờ. Anh quyết định như vậy sao anh? Quyết định như vậy? Tiễn dòng. Năn nỉ hoài. Vậy mà nó hiền đó. Vĩnh biệt người vợ khổ mực. Hello, Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây. Xong xuôi rồi, tiễn cái vòng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do và không bị ai ngăn cấm nha. Nhớ chứ. Ừ, tặng em cái nhẫn hả, 3 carat cái gì, chuyện nhỏ. Anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ừ em, nó không phải màu trắng tím bình thường đâu,
mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ cẩm thạch đó, tặng em hết luôn. Cho em hết luôn nha. Ừ, bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả? À, anh tới liền. À, chào chút nha. Bye em. Ú, trời ơi, nói chuyện đầu nhí khác với vợ già. La 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 la. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ dài, chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày. Tóc chị giờ thành hai lai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình. Em ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta? Dạ, xin lỗi, chào bác. Bác muốn tìm ai vậy bác? Lo, em không nhìn ra chồng em đây hay sao? Ai vậy? Tài đây. Xin lỗi, nói bác đừng giận, nhìn bác là xỉu chứ tài gì. Em nhìn kỹ là coi em. Anh thêm à? Em nhận rồi phải không? Đúng rồi, nguyên cái bánh bèo có ba ăn tôm khô bị cháy. Anh em về đây làm chi vậy? Bữa nay anh về đây là trước thăm em với con, sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em. Muộn rồi anh. Tại sao muộn? Anh còn nhận ra chiếc áo này không? Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó. Anh biết tôi giữ nó bao lâu không? Năm mấy rồi? Dĩ vãng rồi. Nghĩ sao đi cho đã, giờ về đây xin lỗi. Trời còn khuya à. Thôi mà em, dù gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ. Hết rồi anh. Ngày xưa tôi lấy anh, tôi tưởng anh là một người đàn ông sống có tình có nghĩa. Tôi nghĩ anh là một người sẽ thương vợ thương con nhiều lắm. Trong khi đó anh là một người đàn ông sống với vợ mà chỉ nghĩ tới cặp nhũ là sao? Đối với anh nó quan trọng dữ vậy hả? Xin lỗi anh nha. Nếu muốn có mấy cái đó dễ dàng thôi, anh 4,000 đồng bạc tôi quánh cái tới mặt luôn á. Mà đây không có muốn làm, bị vợ anh là một đứa biết lượng sức mình. Tôi như vậy rồi tôi quất cái tới mặt rồi tôi đi làm sao? Đi ra đường anh lúc nào anh cũng phải cho vợ anh nhìn lên với đời cho cuộc đời nó khá chứ. Anh nghĩ sao mà cứ đi ra đường nó cắm đầu đi vậy? Cái chuyện té em. Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó suối bậy anh về anh mới nói vậy chứ thật sự. Muộn rồi anh. Ngày bước chân ra đi, anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không? Anh ra đi, trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc. Anh đưa tôi qua tới bên này với 200 đồng bạc đó, với ba đứa con tôi phải sống như thế nào đây? Tôi cầm 200 đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường, tôi đi như một con điên. Cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino. Tôi trọng làm gì? Ai biết, tự nhiên nó đưa đẩy vô, ai biết vô làm gì. Tôi quyết định rồi, tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá, tôi quyết định tôi cầm 200 tôi bước ra giang hồ. Mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh. Tôi đâu có biết bánh quánh cái gì. Cái tôi thấy cái chị Việt Nam chỉ ngồi, tôi chạy tới tôi hỏi chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á.
Ông hỏi mau thấy là sao, em nói mau ăn mau thua quất cái là ăn liền mà thua liền vậy đó. Nó có vốn nhiều đó, em có 200. Bà cười à, bà nó thấy gốm quá à. Có 200 quyết định đi quánh bài. Tôi nói kệ nó. Các bạn nói muốn mau ăn phải không? Chị chỉ cho môn hỏi cái gì nó roulette. Rồi sao? Tôi tới tôi nhìn một cái mâm tôi thiệt á. Cái mâm lớn vậy nè, trong đó có 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết quánh con số nào. Tôi nghĩ còn 200 đồng này nè, kệ nó cũng cứu con mình qua cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá, tôi không biết làm gì. Mà tôi cũng biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nát tiên rồi, tôi quánh mẹ con số 0. Rồi sao? Thiệt ông bà đãi nghe ông. Trời ơi, thằng điêu lơ nó quay ô, ô, ô. Cái bánh nó chạy vòng rất cái canh ngay màu xanh số 0 trúng 7,000. Trời ơi may mắn quá. Rồi... từ 7,000 đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo. Tôi học neo xong xuôi rồi 6 tháng sau tôi còn dư được 4,000. Đi học neo có 3,000. 6 tháng sau tôi mướn một cái bàn có 4,000 đồng vào. Tôi vũa neo, tôi vũa 5,5. Bây giờ tôi 2 tiệm, mỗi tiệm 8 bàn. Làm chủ luôn rồi. Nghĩ sao giờ này đi về đòi làm chi? Hả? Về đây làm gì? Thì anh nói rồi, dầu gì cũng tình xưa nghĩa cũ. Em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ. Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha. Ai vậy? Anh không cần biết người đó là ai. Người ta quý tôi hơn nhiều kìa. Ngày xưa anh chê tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn. Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu. Anh lo nhìn bề ngoài không à. Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi. Người ta ôm cái eo tôi, người ta nói trời ơi em ơi, anh mà lấy em anh lời được 10,000. Tôi nói trời ơi, tự nhiên lấy em có đồng bạc nào đó, anh lời được 10,000. Nó nổ cái eo em không hút mở hết 10,000. Đó bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi. Làm cặp nhũ có 4,000 mà hút cái eo hết 10,000. Mày nằm không mày lời 6,000 mà mày không chịu. Nghĩ sao hả? Thôi mà. Hả? Còn chưa thấy đâu. Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa. Ông biết nó tâm sự với tôi. Nói chứ, em ơi đứng cạnh em á hả, anh được như dựa vô tùng vô bách. Tôi nói tầm bậy. Đàn ông dựa vô vợ không có nói như tùng vô bách. Vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô tùng vô bách. Thế nó không không. Dân chơi mà nó thấy em nó chạy 8 cây số, nó không dám quay đầu lại. Nó không, trời từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em. Ờ đúng rồi. Nếu nói sao không không đâu, nó mà đụng tới em hai cái hàng xương sườn em, nó tưởng em dắt dao găm nó chạy thấy bà nội. Bây giờ ông đi không? Bây giờ ông đi không chứ tôi nổi điên tôi gồng lên một cái là xương sườn tôi nó bay ra là nó chỉ giết ông chết à. Đi đi. Thôi mà, từ từ. Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi. Chuyện gì? Em nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á, mình có nghe cái bài Ru Lại Câu Hò đó. Rồi em nói sau này hoàn cảnh mình nó có tương tự gì thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó. Để anh nhắc cho em nhớ nha. Quên rồi. Không, anh hát cho em nè, anh hát cho em nhớ nè. Nè, nghe nha. Một hôm bão tố mưa dầm ước con đò dừa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Em nhớ không? Em nói... đó là ca sĩ nó hát, còn tôi ca lẻ, tôi hát khác. Hát sao? Nghĩ sao đi cho đã đời thì ru lại câu hò còn khuya à. Trời đó, bây giờ tôi ca lẻ, tôi hát như vậy nè. Hát sao? Coi thử nghe có được không? Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chị hai cười tét rung, vui quá nên đành lấy chồng giàu sang sướng hơn. Đi đi, tôi không có chứa anh trong cái nhà này nữa, anh đi đi. Ghét. Em kêu anh hả?
anh mới nghe nó ta 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 nè. Cái ta 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 là tao lấy đại liêm tao nã mày ta 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 cho mày đi cho lẹ đó, đi đi. Bực bội à. Ta. Rõ ràng. Hổ là anh nghe ta 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 rồi. Không mệt quá, tôi kêu đại, tôi kêu Phong Long vậy á, không được hả? Đi đi. Bực bội à. Nhìn cái hết muốn ăn cơm. Ta. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Là giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Bà mẹ nó ngu thế ớn à. Cái này mới học mẫu giáo là cô giáo nó chết rồi. Nghĩ sao nãy giờ mình năn nỉ tha, tới hồi tôi tha rồi không nhớ không biết là sao. Vậy là tha rồi đó ông nội. Vậy là tha đó hả? Trời ơi xong rồi. Trời ơi cảm ơn em. Thôi đừng có ôm. Tôi ghét. Tôi nói thiệt với anh nghe, hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi. Khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà. Anh biết mà. Bực bội à. Mai mốt anh chỉ con ly xà đó cho tôi nha. Thôi mà chỉ nữa, chuyện cũ mà em nhắc hoài. Chuyện cũ cái gì? Tôi không có phải khi tôi ghen đâu ông. Khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen. Nhưng mà tôi sẽ dạy nó. Dạy gì? Đàn bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớn không? Hồi xưa nó bảnh tỏn rồi đi về thấy gớm không nha. Đó. Thôi mà ông bỏ. Mới bước vô tôi tưởng là ông mặc đồ vừa xa xì. Cuối cùng là đi ra vậy đấy hả? Hồi đó cái áo giá không miếng ở trên cái vai đó thôi tắm thẹp đâu để lại, bây giờ mặc đồ thì gốm không. Thôi mà bỏ qua đi, anh hứa anh sẽ kể từ hôm nay anh lo cho mẹ con em cho tới hết cuộc đời của anh còn. Thôi lại được rồi nha. Em nói cho anh nghe nè. À. Em đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu. À. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á, mình sống trên đời không phải vì tiền bạc, anh hiểu không? À. Anh về đây với mẹ con em là được rồi, em không muốn con em nó ra đường nó không có cha. À, anh hiểu. Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì rồi ăn uống lấy gì ăn trời. Trời ơi tiền đâu mà ăn em ơi, khổ lắm. Bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi. Nè never mind, never mind, never mind. Không, cái câu nói đó là nó phát xuất từ cửa miệng của một người đàn bà mà lâu quá không có gần chồng. Anh thấy biết. Yeah yeah never mind. Anh biết rồi. Thôi take a shower. Chị đi vậy? Tắm đi tắm. Chị vậy? Đầu này tàu hũ không nè. Nghĩ sao trời ơi sao ông khờ quá vậy ông ơi, trời ơi lâu ngày ông mới về đây, con vợ nó gặp ông nó biểu đi tắm để làm gì? Làm gì tắm chi? Do it. Do it. Yeah. Together. Yeah yeah. Consulting Group, văn phòng chuyên nghiệp về di trú. À, nhớ rồi, cái văn phòng này là con mình nó bảo lãnh mình qua đây mà. Qua cái văn phòng này tốt đó. Nhưng mà bảo lãnh qua thì nhanh, nhưng mà thằng con mình nó làm cho mình buồn quá. À.
Alo. Tao không cần mày quan tâm nha. Tao nói thiệt với mày á, cái điều tao sai lầm nhất trong cuộc đời tao á là để mày bảo lãnh qua đây ha. Cái gì? Mày đừng có nói nhiều, mày cứ nhìn lên bàn kiếm cái bức tâm thơ của tao ha, rồi coi đó, rồi ngủ ngon đi nha con, đừng có nhớ gì tới thằng già này hết á. Cái gì? Không có tình cảm đâu mày, thơ chửi đó. Vậy đi nha. Không biết con cái nhà ai mà mất dạy. Ủa, mình đẻ ra nó mà. Thiệt là tức. Hồi sáng á, mình giận, hùng hổ bỏ đi. Bây giờ ra đường, tính vô nursing home này xin ở đây. Sao giờ thấy trời lạnh, thấy nhót nhót. Tiền bạc thì không có bao nhiêu. Ước gì bây giờ tự nhiên ông trời cũng cho mình một gói tiền, một túi tiền, sống qua ngày cũng đỡ. Cái gì vậy? Hả? Trời ơi, còn gì nữa đó hả? Trời ơi, có rồi. Cảm ơn trời, cảm ơn trời. Tiền. Có gì? Ăn cướp hả mày? Ăn cướp hả? Mày ngoài mày. Ê, 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 ê. Ồ, hẹp, hẹp, hẹp. Hẹp với con khỉ. Tôi lại đâu mà là kêu heo. Ông ăn cướp đồ tôi. Cướp cái gì? Cái túi đồ đó, tôi thấy ai quăng ở trên cái nóc này mà. Cái gì hả? Xin lỗi. Xuống đi. Tự nhiên ở trong phóng ra như ngựa vậy đó. Tôi nhúng như chơi thú nhúng vậy má. Xuống đi. Chính mẹ sao giờ xuống không được. Sao vậy? Nó kẹt kẹt cái gì vậy ông nội ơi? Lấy con nó bị kẹt cái gì vậy? Ây à, cái pẹt mơ ti á. Trời ơi, vô duyên quá. Tự nhiên ở đâu nhào ra nó đang cướp. Xin lỗi. Hả? Chị biết tới chưa? Biết rồi hả? Dữ là tôi cũng mới tới, tôi không biết nữa. Đỡ tôi dậy coi. Điện thoại mấy đứa nhỏ không đứa nào nghe máy hết. Trời ơi, anh muốn chết. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Tôi đi nha. Ê ê ê. Bà. 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 Trời ơi, bà đi. Để cái túi này lại. Chị Mừng gọi đại bàng, chị Mừng gọi đại bàng. Dạ, đã bắt được bà lão. Dạ, dạ, bắt được bà lão rồi. Dạ. Cái gì trong này đây? Trời ơi, cái gì nó vậy? Bắt được. Đứng lại. Trời ơi, bữa nay là cái ngày gì mà toàn bị gái đè không có trời. Đứng lại. Cái gì? Tôi có chạy đâu mà đứng. Lật lên. Kẹp vậy cho chắc ăn. Nghĩ sao má ơi. Bà làm cái gì vậy? Bà ơi, con bắt được bà rồi. Bà nói con khỉ, tao là ông mà. Trời ơi, ủa ông mà sao giọng eo eo vậy? Trời ơi, bà kẹt chiêu này sao tao nói được giọng đàn ông mày? Vậy hả? Đâu buông mặt ra coi. Hả? Người đàn bà có râu. Mày vô duyên. Dạ. Tao đàn ông với đàn bà tao. Dạ, dạ bác, dạ bác, con xin lỗi bác. Dạ. Xuống. Dạ, dạ, dạ. Xuống, bước xuống lại lên. Bác đợi con. Ừ. Trời ơi. Ây da. Cái gì nữa? Dạ kẹt bác ơi. Kẹt có phẹt mua tia phải không? Dạ, đúng rồi bác ơi. Để tao gỡ cho. Dạ, trời ơi. Ây da. Ây da, ui da, ui da. Ây trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái quần gì mà kỳ cục vậy trời. Trời ơi. Trời ơi, làm tao nói ở nhào vô dễ mà thoát ra khó quá hà. Rồi, bác tự đứng lên đi bác.
bị hai cú đứng nổi mày ơi. Bác đứng lên được không bác? Dạ, bây giờ xìu lên không nổi. Là ý bác nói sao? Tao mệt lắm rồi, đứng không nổi. Dạ, dạ, dạ siêu dễ. Tớ lên giùm. Khó phải không bác? Ừ. Được rồi, để con kéo bác. Đợi bác lên coi. Trời ơi, già cả ăn cái gì mập thay như con heo vậy, mỡ không mà kéo lên không nổi luôn đây nè. Trời ơi, tao đâu phải cái đồng hồ rồi mày quay vậy. Dạ bác nặng quá, bác cảm đi thôi, giờ bác tự xử giùm con đi. Bác nặng quá. Trời ơi. Ui cha. Nè, cô là ai? Dạ. Mà tự nhiên ở đâu phóng ra đè tôi xuống vậy? Dạ, con xin giới thiệu với bác, con chức vụ ở đây là security. Security má ơi. Dạ, con thích cái chữ security, con gọi con quen rồi. Rồi dạ, con kim lương y tá của nursing home. Cái gì? Dạ. Cô là y tá của nursing home này? Dạ. Hay quá trời ơi, y tá hả? Đúng, dạ thưa bác, con là một y tá ở nursing home. Trời ơi, người ta nói y tá như mẹ hiền, sao cô giống mẹ mìn vậy? Mẹ hiền hay mẹ mẹ hiền hay mẹ mìn gì cả mẹ nó. Bây giờ con bận rồi, con xin phép bác con. Ê, khoan. Cô là y tá phải không? Dạ, dạ, dạ. Tôi có chuyện gấp lắm. Không, tôi không, gấp. Bác không gấp bằng con đâu. Hả? Con xin phép bác cho con đi cái. Không. Tôi có chuyện gấp mà. Không, con gấp hơn bác nhiều. Con phải đi tìm bác ơi. Tìm cái gì? Quan trọng lắm, con tìm cái này quan trọng, không tìm được là con bị trục xuất, coi như là con không có đi làm. Khỏi đi đâu. Nữa. Khỏi đi đâu. Dạ. Cái quan trọng nó nằm ngay đây. Hả? Nè, thấy không? Ủa? Đây tôi nói cho con nghe, cái túi này đó là tôi lấy được từ một bà già mà tôi nghi bả là ăn trộm. Tại vì á, cửa chánh mà không đi rồi bả nhào bả leo hàng rào. Bác ơi bác, con đâu có tím ba cái đồ ăn trộm này đâu. Con đi tìm một bà lão đang bị bệnh tim già nua. Bây giờ bà đi ra ngoài khỏi nursing home này nè. Bà lạc một cái là coi như là con bị mất cái chóp làm việc ở đây. Ủa? Con xin lỗi bác, con phải đi. Ủa sao? Sao thế? Không phải gì đâu. Hả? Sao bác? Hello bác. Hello honey. Oh, long time no see. Cái gì vậy? Hai. Ba. Dạ. Trời ơi. Nhỏ lớn là lần đầu tiên tôi thấy tình yêu đồng giới. Ghê quá. Ê con kia. Dạ. Mày nói gì đó? Hả? Dạ. Dạ con. Từ trước giờ mày chưa thấy bóng già hả? Cái gì? Đi mày. Dạ. Đi đi. Ê. Cái gì vậy? Dạ. Dạ. Trời ơi. Dạ bác ơi. Bóng thì con thấy rồi, nhưng mà cái dạng bóng muộn như bác nó là con chưa thấy. Ở Mỹ à? Dạ. Mỹ nó công nhận tình yêu đồng giới rồi nha. Dạ. Lạng hoạn tôi kiện cô đó. Đi đi. Dạ, dạ, thôi xin phép bác con đi. Đi đi. Dạ, con đi nghe bác. Ê, đừng đi. Đi đi. Đi im cho đi. Đi đi. Lạ quá. Trời ở trên. Đi đi. Dạ, 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 con đi. Dạ, cái dạng mà cái người đàn ông mà mặc quần chấm bi màu đỏ mới nhìn tưởng ông già Noel, nhưng mà không phải. Ông lại vậy? Cứ tự nhiên nhào nhào đó ôm tôi. Sếp mà. Tôi nè. Chủ nhân của cái giỏ. Ủa? Râu mọc lẻ vậy? Dẻ, dẻ. Trời ơi. Ông ơi, ông thông cảm. Tôi phải ra tôi lấy cái giỏ này. Tôi chuẩn bị cả năm rồi đó. Trời ơi, chuẩn bị cái gì trong này? Nhang đèn. Cái gì? Nhang đèn. Trời đất, bà hết chuyện sao bà ăn trộm ba cái thứ rẻ tiền này vậy? Không phải, cái này đâu phải ăn trộm. Thứ sao? Tôi chuẩn bị đặng tôi về tôi đón giao thừa với con cháu tôi. Trời đất ơi, bà cũng rảnh quá. Đón giao thừa với con cháu thì kêu tụi nó tới rước mình về được rồi. Mắc mớ gì phải leo rào làm quan trọng quá. Có điện thoại rồi mà có đứa nào nó bắt máy đâu. Ủa sao vậy? Không biết nữa, không biết tụi nó có chuyện gì không nữa. Mà có con y tá đó tôi đâu có dám ra lấy. Tôi phải lấy với kỳ tôi dễ cái râu lên. Trành tối trành sáng nó tưởng tôi là bóng. Hèn gì. Bà làm sao mà nó tưởng tôi bóng luôn, kỳ thế bà. Thôi ý, ông thông cảm, đồ này cũng đồ của ông mà. Ừ, lát cỡ. Hồi nãy tôi lấy lộn cái vỏ ông đó. Ừ. Thôi ủa mà sao ông vô đây chi vậy? Ông đứng đây chi? À tôi tính xin vô viện dưỡng lão này ở. À thì ra cũng con đuổi vô đây vậy. Còn lâu, không có đứa nào đuổi tôi vô được hết. Tôi chỉ bị nó lừa thôi. Còn cái nào mà lừa cha mẹ mấy bà? Không lừa hả?
Nó bảo lãnh tôi qua đây 2 năm mà nó để tôi ở trong nhà. Ngày nào tôi cũng phải nhìn bốn bức tường xung quanh, buồn thấy bà luôn. Thôi ông ơi, ông vậy mà cũng đòi hỏi con cái quá đáng. Bây giờ nó đi làm còn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bill này nọ tùm lum tùm la, không đi làm hai cha con ôm nhau chết đói hả? Nè, bà nói vậy cũng đúng. Tôi nói bà nghe, con cái gì mà kỳ vậy? Tôi bị bệnh cả tuần lễ, nằm ở nhà nó cũng không biết. Ông có nói cho nó biết không? Không. Ông nói cho biết, ông chết thì mày kệ mẹ ông cho rồi đi. Ông không nói cho nó biết được, nó còn phải đi làm mà. Bổn phận làm con thì nó phải biết chăm sóc cha mẹ, quan tâm. Tại sao phải nói đó nó mới biết hả? Quan tâm chăm sóc, quan tâm chăm sóc mình ngoài nói cho nó biết chứ. Cái này tại ông lì quá, ông không nói cho nó biết. Bởi vậy ông vô đây là đúng rồi. Nhưng mà ông vô đây á, là tôi thấy ông là tầm bậy rồi đó. Bà nói vậy là sai, bà nói vậy là sai không. Vô đây á, ít nhất mình có người nói chuyện, có người săn sóc, chăm lo cho mình. Còn hơn ở nhà, không ai lo. Vô thử đi rồi biết. Tôi ở trong này mấy năm rồi tôi kinh nghiệm. Cái con mà hiền nhất là cái con hồi nãy đó. Còn tất cả là trên level của nó hết. Trên hết level là ấp ấp không, không có đào. Hiểu không? Con đó là hiền nhất mà tỉnh nhất ở trong cái nursing home này đó. Ghê vậy? Vô thử đi rồi biết. Ê, xe buýt tới chưa? Chưa, nãy tôi mới tới à. Chắc có khoảng nửa tiếng nữa mới tới. Hey, thôi kệ, có ông ngồi nói chuyện cũng đỡ buồn. Tôi cũng đang chờ xe buýt đây. Nè, bà về thăm con cháu là sao? Và tại sao bà muốn về thăm? Ôi, cúng vô thừa nó làm chi? Bà cúng trong nó sinh hôm này cũng được vậy. Ôi, nói vậy chứ về có mùi con cháu nó cũng vui hơn. Ồ. Chứ năm này về không biết sang năm có về nổi không. Đúng thành rồi. Thành ra tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Nhìn cái tướng bà vậy tôi nghĩ sang năm chắc đu dách thử nhang quá. Cha già mất hết. Du duyên. Yêu quá mà. Yêu thì yêu chứ, làm gì đu dách thử nhang. Chờ đi, có xe buýt là tôi về. Rồi, ngồi chờ đi. Ê, già ở đây không có con ở cháu buồn lắm ông ơi. Ông nên ở nhà. Thôi hỏi đi. Khổ quá. Chuyện của tôi biết tính rồi. Chuyện bà lo chuyện bà đi. Thì đây đang chờ xe buýt là về ăn đón giao thừa ăn Tết với mấy đứa. Chị Mừng gọi đại bàng đã leo lỗi luồng lách tìm bà già nhưng mà vẫn không thấy bà. Cái gì vậy? Cái gì nữa hả? Ngồi lại tư thế cũ. Đóng cửa thôi đó nha. Ê, đừng có vuốt nhột. Hả? Nhột, chồng chết lâu rồi nhột. Làm mà phải cho giống. Trời ơi, mình đi một vòng mấy chục phút quay lại mà mần cũng chưa xong nữa trời. Trời ơi, cái gì mà già cả gì mần lâu vậy trời. Anh yêu. Mơ. Em yêu anh lắm. Oh yeah. Lâu vẫn không gặp. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ôi, tôi tới đó thôi, tới đó thôi. Không lên cái nữa giả rớt răng liền. Trời ơi, trời ơi. Không ngờ hai ông già này ổng có nhiều kiểu lạ dễ sợ luôn á. Trời ơi, già mà còn chơi cái màn đá lửa. Ủa, lạ quá. Ông bung cái giống ôm gì vậy? Ý, thôi mình rảnh, mình ra mình giải lao, mình coi cine đi. Trời ơi. Chết mẹ rồi, nó ngồi luôn rồi. Ai thì thôi ráng đi, ráng đi. Hình ảnh rõ nét, âm thanh trung thực. Oh yeah. Cái con quỷ. À, dạ. Mày coi phim trả tiền hả mày? Ủa, con tưởng coi free. Còn lâu, ai rảnh là đóng phi cho mày coi. Dạ. Vậy nhiêu tiền vé bác? 10 đô. Để anh coi coi. Trời ơi, nói giá chi vậy? Để cho nó đi đi. Con còn đô coi được không bác? Cái gì? Có đô hả? 1 đô hả? Dạ. Cho bà coi khúc cuối thôi nha. Dạ. Rồi hết rồi đó. Hả? Trời ơi. Già bởi vậy cái gì cũng nhanh. Cái như gà cái xong à. Khúc cuối mà đòi hỏi gì nữa mày? Tao mày đi đi mày ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bác. Bác con dặn bác nghe nè. Phim vui đó. Nhưng mà hả, con dặn bác mai mốt bác có làm ba cái chuyện này á, bác vô ở trong á, bác làm nó kín đáo. Chứ ở ngoài này gió máy lắm mà trời tuyết nó xuống một cái là đang làm cái nó cứng hàm luôn á. Mà tuyết nó xuống cái là dán sao đóng băng y chang rồi đó trời đó. Mày đi đi mày ơi. Dạ. Con đi không được bác ơi. Mình quý là phải sợ. Mình phải ôm âu yếm cái gì cho cả thế giới biết tình yêu của chúng ta chứ. Yeah. Oh yeah. Yes.
Oh my god. Mới vừa nói cái gì vậy? Mới vừa nói ôm để cho biết cái gì vậy? Để cho cả thế giới này biết hai đứa tao yêu nhau tình yêu đồng giới. Oh my god. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cái gì? Có biết làm như vậy tôi đau lắm không? Quay lại đây. Ê, ông nè. Trời ơi, tại sao quên ông? Con kẹp Nhi ạ. Ê, trời ơi. Nhi dám bỏ tôi. Cái gì? Dám bỏ tôi không có được quên ông. Trời ơi, mày đứng lại. Không dám đâu, quên mày luôn. Trời ơi, không có cái gì vậy? Mày luôn. Đứng lại. Mày là người yêu ông hả? Đứng lại. Quên mày luôn. Ông dám đâu ông nội? Ba tôi đó. Ba. Đứng lại. Trời ơi, lần đầu tiên coi được phim tập 2 bóng hỗn hợp. Im đi. Không hợp con quỷ. Trời ơi, ba. Ba ơi. Ôi, con không nghĩ luôn thôi. Tự nhiên cái hồi nào đến giờ ba không sao. Nước ba qua đây được 2 năm cái ba đổ bóng. Già rồi đổ bóng, tao gọi là bóng xế chiều tà đó ba. Ủa anh? Không có. Ủa anh, vậy nãy giờ đây ba anh đó hả? Ba tôi tự nhiên không làm gì hết. Viết cái tâm thư dài thòn để ở nhà, nói với tôi là tôi tệ bạc, thì ra là kiếm cớ cuốn gói bỏ nhà theo trai. Anh ơi, anh đừng có buồn. Nhiều người vậy đó anh ơi, lúc trẻ người ta bình thường mà lúc già người ta lòi bóng. Cái đó gọi là bóng muộn đó anh. Bác tránh ra đi. Em làm, trời ơi mới nãy đó. Trời hai người này, già như vậy nè. Rảnh quá, mà ngồi quá như vậy nè, đó. Coi nè, khung nè. Giống như là ăn xương vậy đó. Em ngồi ra em coi tới đâu mà tao nói em dưỡng da gà mà em tới đó luôn. Tôi biết ba tôi làm thấy ghê không chứ cô thấy ghê. Trời, cô con gái mà sao cô thấy ghê vậy? Dạ, tại vì em coi phim sao rồi em... Ba nở nào? Ba ra ngoài đường, ba bôi tro trét nấu vô mặt con vậy ba? Trời ơi, có bôi cái gì đâu, có hai đứa tao tự bôi nước miếng cho nhau thôi hả? Ông im đi! Ông quen ba tôi từ hồi nào? Ông nói cho tôi biết! Thôi, con của ông như vậy rồi, chúng ta chia tay! Ông không có được đi đâu hết, ông ở phải đây, tới rồi! Trời ơi! Tóc dài mà để đâu nữa? Sao mày vô duyên vậy? Ca sĩ cũng có người để tóc dài mà cũng để râu đó sao? Quá ra là bà bác phải không? Bà bác bỏ trốn mà bây giờ bác vẽ râu lên con nhìn không ra. Anh Bao, Chim Mừng gọi đại bàng. Con bắt được bà lão rồi. Con đừng Chim Mừng đại bàng gì hết. Dạ. Tôi lại cô cho tôi về. Tôi về tôi cũng giao thừa với con cháu tôi đêm nay đi cô. Nhưng mà không được bác ơi, bác phải ở lại đây. Không, xe buýt đi rồi kìa. Không, xe buýt đi rồi. Xe buýt bây giờ có... cuốn rồi. Xe buýt đến mà bác cũng không đi được. Còn bác phải... về đi tôi lại cô mà. Cô tôi lại bác. Bác phải ở lại đây. Bác già cả rồi. Bác đi lỡ bác có chuyện gì là con bị bệnh, là con bị đuổi việc. Không có sao đâu, cho tôi về đi một đêm nay thôi. Chỉ một đêm nay tôi cũng giao thừa xong, mai tôi qua lại liền. Con đã nói với bác là không được. Yên lại đi. Nè, khoan. Bây giờ có chuyện có ai cho tôi hiểu được chút xíu vậy không? Tôi mới vừa tới, tự nhiên nói ba tôi lãng bóng già, xong giờ lòi ra bà này là bà lão, bắt bớ vụ gì nữa làm sao? Thì là câu chuyện gì nè, tôi kể cho anh nghe. Bà lão đây á, là bà ở trong cái nursing home mấy năm nay rồi, mà bây giờ bà bị bệnh tim yếu dữ lắm, mà cứ lén lút tính trốn đi về để ăn Tết không à, mà không có đi được, bệnh viện người ta không có cho. Sao đây... được? Nè, cô y tá, tôi nói cô biết nha, cô có trái tim không? Cái bà này á, bà chỉ cần xin cô về có một đêm thôi để cúng giao thừa với con cháu bà. Gì mà phụ không cho. Năm nay á, bà còn sức khỏe. Biết đâu năm tới, bà không còn đủ sức đi. Lúc đó cũng muốn cho, cũng bằng thừa. Lại cô bà cho tôi đi một đêm này thôi. Bà ơi, thực sự là con cũng muốn cho bà đi lắm. Nhưng mà cả gia đình của bà đi nghỉ vacation rồi. Vacation. Gì mà nói được. Mất dạy. Sao tự nhiên ba chửi con? Vacation đi nào luôn. Sao không đem cha mẹ theo? Con có đem bà đi được đâu. Bà đâu phải mẹ con đâu. Con tới rước ba mà. Tao chửi con chửi mày. Tao chửi con hả bà? Dạ. Thì con cũng nói sao không cho bà đi.
bác đi mà gia đình gửi email nói là bằng mọi cách phải giữ bà lại, tại nếu mà đưa bà đi như vậy thì cũng rất là phiền phức. Phiền phức cái gì? Cha mẹ mày phiền phức cái gì hả? Đi cái xanh thôi mà, đi nó mà không được. Bây giờ đem chèm đi theo có sao đâu. Dạ, bác gặp con của bà. Cái gì? Chửi đi, con đâu phải. Bà nó cũng dễ mày. Dạ, con chỉ security với y tá thôi mà. Con đâu có trách nhiệm nữa đâu, con chỉ trách nhiệm giữ bà lại thôi. Ông không có được chửi con tôi. Sao không được chửi? Thì nó làm lụng cực khổ cả năm trời, cũng phải cho vợ chồng nó đi chơi chứ. Mình già rồi, đi theo chi cho khó khăn con cháu, rồi nó không được tự do. Bà đừng có binh. Bà binh vậy là bà binh sai rồi. Sai cái gì? Con cái nó có thể bỏ cha mẹ, nhưng cha mẹ không thể nào bỏ con cái được. Thôi, tôi cũng giao thừa ở đây cũng được. Tôi khỏi gì à? Mình đi vô đi cô. Khoan đã bác. Cô y tá. Cô y tá. Cô ra đây. Cô đi ra đây. Tôi bữa nay là tôi tới để tôi rước ba tôi về. Tại ba tôi viết trong thơ nói là tới xin vô nursing home ở. Mà tôi thì tôi không hề muốn ba tôi vô nursing home một chút nào hết trơn á. Thì tới đây tôi mới gặp trường hợp của bà lão như vậy nè. Không ấy, cô cho bà lão về nhà tôi đón giao thừa với nhà tôi một ngày thôi. Ngày mai tôi trở lại cho bà lão có không khí gia đình một đêm thôi mà. Bất dạy. Sao chửi hoài vậy? Tao nói là trời ơi, bữa nay mày không còn mất dạy nữa. Mày mới là con của tao đó. Ủa, ba không hổ danh là tài bánh tráng ha. Lật 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 ha. Lật cái gì? Dạ mày chết cha bây giờ. Lật cái gì? Dạ con cũng thấy. Ý nó hay. Dạ anh nói đúng á bác. Vậy sao? Mặt vậy mà không ngờ bác tính hai mặt ghê á. Đánh ra. Dạ. Vậy cho bác về đón dạ. Giao thừa con. Dạ bác về với nhà con đi. Ông anh cho tôi về đón giao thừa nhà ông anh cho có không khí gia đình được không? No problem. Hả? Dạ ba con nói là không có thành vấn đề. Dạ. Vậy thôi. Cảm ơn. Nhưng dạ, mà khoan. Con quyết định là cho bà về đó. Khoan. Dạ. Còn một chuyện tôi hỏi mày. Dạ. Nhà có hai phòng thôi. Dạ. Mày ở một phòng, tao ở một phòng. Dạ. Bà về, bà ở nhà. Ở với bà. Chứ không lẽ qua ở nhà con, phòng con. Bất dạy. Sao chửi hoài vậy? Mày nói đúng ý tao quá. Con nói thiệt với bác, con ở với ba con 30 năm mà tâm lý ba con khó dò lắm. Khó lắm. Chắc là lia thia quen chậu. Hồi nay ông quen cái chậu ở đằng này rồi. Vậy bây giờ đi con dắt bác ra xe. Rồi cái giỏ của ba con nữa. Đây nè. Về lẹ đi để tuyết. Thôi tôi đi nghe cô y tá. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô y tá. Dạ thôi đi. Đường đường này. Xe con để bên này. Ủa đâu? Đúng rồi, xe con bên này. Xe con bên này. Dạ. Quay. Bác ơi bác đi. Ủa có mèo kêu đâu vậy? Không phải, nó khóc. Con khóc đó. Cái gì khóc vậy? Thì bác đi một bữa rồi bác về mà. Con vẫn chăm sóc bác như ngày xưa. Dạ con biết mà. Chứ sao con khóc sao? Nhưng mà con khóc cái này là con khóc cái hoàn cảnh của con. Hoàn cảnh mày sao? Dạ con vô cái nursing home này con làm việc là cũng xuất thân vì con mồ côi cha mồ côi mẹ. Bây giờ lớn lên gái ế chồng vẫn còn nguyên cô độc. Giờ bác đi rồi, hôm nay giao thừa con cũng được nghỉ vacation mà không biết đi về đâu. Anh ơi, hay anh dắt em về nhà anh. Em đón giao thừa cho vui, chung nhà, chung cửa được không anh? Chết cha, bác ơi, ba con mua trâu được ngé rồi kìa. Thì đừng có bậy nha. Thì nói với ai vậy? Dạ, con... Ủa, nãy giờ con ghé bờ vai bác hả? Ừ. Vì ảnh đâu rồi bác? Bên kia kìa bà nội. Ôi, dạ, con sorry bác lộn bờ vai. Hèn gì thấy cái da nó hơi sệ nhão nhão. Anh hả? Cái ý lúc nãy mà nết đã chuyển tải rồi đó. Anh có nghe không? Anh có thể cho em về em chung đón giao thừa rồi em chăm sóc hai bác. Em không có lấy tiền babysit được không anh? Ấy ơi nói thôi chứ đừng dựa bờ vai này, 30 năm chưa có ai dựa đấy ấy ạ. Khoan. Dạ thôi tự dựa. Để tôi họp gia đình tôi một chút ba. Chuyện gì? Bây giờ tình hình vậy, bà y tá này bà xin về ba thấy sao? Không, để tao quyết định. Bây giờ tôi có quyền hơn ông. Để tôi quyết định với nó. Tôi rồi. Quyết định với con trai mình. Nhanh không? Thấy tôi nhanh không? Quyết định nhanh nhanh đây bác. Bà nhanh như quả tiễn vậy. Biết rồi. Dạ. Nhanh như quả tiễn gì. Nè,
cho nó về luôn đi. Sẵn nó chăm sóc bác, chăm sóc ba con. Trời ơi, cho nó về đón giao thừa. Bác cái nhà con như cái trại tế bần vậy đó hả? Mày nói quá mẹ ơi. Nhưng mà cái chuyện mà đón giao thừa, cái chuyện cúng là quan trọng. Mà cái hậu là sau khi cái cúng á. Là sao? Là sao? Nhà có hai phòng à, ba với bác ở chung phòng. Rồi bà về bà ở đâu? Ở phòng mày. Ồ thế à? Phải quá rồi, phải phải quá. Giả bộ. Em thấy bác đưa cái ý kiến cũng đúng đó. Hai bác ở chung phòng, em nhầm ở chung phòng cũng như nhau mà. Mà tao nhắc nha, con này nó kẹp dữ lắm á. Dạ, dạ. Tại em làm security mà em kẹp với em nhúng dữ lắm. Trong này là nó là dữ dằn nhất đó. Dạ. Không sao, kẹp từ từ con kẹp lại. Vậy bây giờ á, ủa, thôi mình đi luôn. Khoan, dạ. Phải báo về trong trong nước. Đây 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 bắt 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 đội, bắt đội đó để con giải quyết. Gì đó vậy? Chị Mừng gọi đại bàng, chị Mừng gọi đại bàng. Trời ơi. Đã tìm thấy được bà lão nhưng mà con y tá mất mẹ nó rồi. Vậy thôi hả? Giờ đi, đi đón giao thừa nha. Trời ơi. Luôn. Buồn. Buồn. Không nói nên lời. Thần tiên mà nó coi như là cái gì, nó không bao giờ nó chăm sóc, nó để ý. Mình thổ địa, mình canh cái nhà cho nó biết bao nhiêu ngày, nhiêu tháng. Nó có thèm đói hoài tới đâu. Đi miết, hai vợ chồng với đứa con đi miết. Không có ngó ngàng giờ có ông bạn ngồi kế bên, ông cũng đi miết. Bỏ một mình, bơ vơ, lạc lõng. Nhiều khi nghĩ lại, muốn rơi nước mắt. Tôi nè. Trời đất ơi. Đi đâu dữ vậy? Đói bụng quá. Mấy ông bên kia gọi điện thoại qua bên bển chơi. Ông nào? Mấy ông bên nhà bà Ngọc Quang á. Mấy ông nào? Thần tài thổ địa bên bển đó hả? Ờ. Qua bển làm gì? Qua bển coi mấy ông ăn. Ăn gì? Coi mấy ông ăn cái gì. Ở đây nó cúng toàn trái nhựa, không có ăn được đâu. Bên kia coi người ta cúng tới bắt ham. Nhà ai? Nhà bà Ngọc Quang. Ngọc Quang, à cái bà bán học học sàn á hả? Ờ. Châu chà. Ở đây 8 ngày nó mới cúng được trái chuối. Ờ. Bên kia 8 tiếng bà cúng con heo quay. Trời ơi. Bởi tôi qua tôi sẵn tôi dẫn mấy ông đi khám bệnh luôn. Là dẫn thần tài thổ địa bên bởi đi khám bệnh luôn hả? Ờ. Ủa sao bệnh? Mở trong máu. Làm gì mở trong máu? 8 tiếng ăn con heo không mở trong máu sao được. Trời ơi, bà sẵn nó ghé nhà bằng kiều. Ủa ghé nhà bằng kiều chi? Trời ơi, nó cúng tới ham luôn. Cái trang ở chỗ này mà nó cúng dài ra tới đây nè. Bánh rồi đủ thứ hết. Nó bài dài vậy đó hả? Ờ, có cái ông điếu hút thuốc lào nữa. Trời ơi, nó cúng nó vàng mặt thần thánh luôn á hả? Ờ. Cúng gì cúng dữ vậy? Cúng có ông điếu hút thuốc lào luôn mà. Không mà cũng phải ông ơi. Nó ca sĩ mà. Nó đi hát tiền quá trời, nó cúng nhiều. Thấy không? Bữa nào hết nhiệm kỳ ở nhà này mình đổi qua nhà mấy thằng hề đi. Ờ, qua xin mấy nhà nào nổi tiếng á nó cúng vậy. Qua nhà Quỳ Linh đi. Trời, cái thằng đó nó giờ nó cũng có tiền lắm á. Sai lầm. Ca cái gì? Đọc báo thấy nó xây cái nhà gì bự quá trời tiền. Đó là ông đọc báo thôi. À? Báo nó nói xạo á. Hả? Báo nhiều khi nói nó chết mấy lần rồi. Vậy đó hả? Nói nó mổ cổ họng bị đột quỵ bị bất tỉnh gì đó mấy lần rồi. Hả? À? Qua nhà nó là ăn mắm chết mẹ luôn á. Nè. Trời đất ơi. Kiếm nhà khác. Thôi, tôi nghĩ là xong cái nhiệm kỳ nhà này á là tôi phải qua một cái nhà nào đó mà cái thằng chủ nó phải sang trọng chút xíu, hiểu không? À. Nó phải gọi là ăn uống nên nó sang trọng chút xíu. Ờ. À. Trong a à, có. Qua nhà Chí Tài. Thôi bỏ đi nha, bỏ cái tư tưởng đó là bỏ đi nha. Tôi ở nhà nó nhiệm kỳ 20 năm tôi biết. Mỗi lần nó cúng một cái bánh bao là trời mưa 4 ngày. Bỏ đi. Ủa là sao? Không ai ăn của nó được đồng nào đâu. Thằng Hoài Linh nó còn cấp cho thằng Chí Tài một cái kim bài miễn trả mà. Là không để Chí Tài trả tiền đó. Trả tiền là trời mưa.
Thôi vô ngồi, vô ngồi. Hèn chi. Đói bụng quá. Ơi, nó cúng trái cây nhựa mà ông ơi. Thì bởi vậy đói bụng quá, qua bên kia hử không mà no. Ơi. Bởi ta nói, mình á, mình phù hộ cho nó hoài, mà nó có cúng gì đâu. Ăn là nó xin không chứ nó không cúng. Mà cái gia đình nó keo kiệt nè, đốt đèn cây lát gì nó thổi tắt bây giờ nó hao. Bởi vậy, đốt chơi vậy thôi. Ê, thằng chồng về, thằng chồng về. Alo, làm sao? Tại sao nó có trường hợp nó xảy ra trong căn nhà này chứ? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, không có muốn tình hình căng thẳng như vậy, thấy chưa? Rồi ra đi. Cái này gặp nó căng thẳng hả? Ai biết, có lúc nào nó dùng nó tới tầng căng không? Phải cúng mới được. Đó, đó, không, sắp, không, sắp không, được không, ăn, không, sắp, không, sắp, không, sắp được ăn. Sắp được ăn, sắp được ăn rồi. Mừng quá. Sắp được ăn rồi. Ê, thằng này mới hơi mập nha không? Thằng này mới hơi mập đó. Ai mà đốt đèn cây thì vô tốn vậy? Thấy chưa, thấy chưa? Nói từ đầu rồi. Bà nội cha nó, nó cúng thần thánh mà nó đưa nguyên cái chảo vô mặt vậy đó. Né né ra đi, xui lắm, xui. Ông điên quá, cái này thâu hình mà nó đưa vậy mới thấy mặt chứ. À. Thôi đi, không có cúng gì chân cái trời á. Nhang mà nó còn cho hử, ông thấy không? Ghê, keo kiệt quá mức. Ông cười cái gì? Hả? Bà nội cha thổ địa cái logo là phải cười chứ. Trong nhà này bao nhiêu chuyện buồn vui lúc nào cũng cười là sao? Hả? Địa là phải cười chứ sao kỳ vậy? Ai biết à, ông ăn ở sao mà nó chửi ông hoài. Ông nữa. Ông là thần tài hả? Mà tôi xin bao nhiêu tài lộc không bao giờ có. Bất tường hao của không à. Mày có cho ăn đâu mà tao phù hộ. Bà nội cha nó, hồi nó mới thỉnh mình về đó, đứa nào nó lấy mặt hồng hào nó chửi riết mà phai màu luôn rồi. Ông đổi tên đi ha, đổi tên hãm tài đi chứ không phải thần tài đâu. Mày nhớ cái câu này nha, tao mà hãm là mày chết bà mày đó. Ôi, tôi nói thần thánh mà nó bổ bán như vậy làm sao mà nó có phước thần được. Bởi vậy. Còn ông nữa, xin xin xỏ xỏ không bao giờ ông cho gì hết trơn đó, tôi xin biết nhiều lần rồi. Trời ơi trời, bà nội cha nó phun mà nó phun. Trời ơi, mới ăn bún mắm hả? Tôi nói thiệt á, nhắc tới hai ông á hả, là tôi cạn rồi luôn. À, cái thằng này chắc tôi hiện hình rồi, tôi bẻ cổ nó quá. Đúng rồi, tôi nói thiệt ông á, nhiều khi ở trong cái nhà này thần tiên cũng phải nổi điên vậy đó. Nổi điên là phải rồi. Trời, nó nghe hả? Vô tình thôi, vô tình thôi, trùng hợp thôi. Tôi muốn ra đây tôi nói cho hết ý của tôi. Tôi nói thiệt, nhìn hai ông đó hả? Ờ. Ủa sao mất rồi? Nó thấy luôn hả? Nó làm sao nó thấy được? Đó mò hả? Cạn rồi. Mệt. Thà mày cạn đi, mày còn lời mày chửi không. Ngồi đi. Gia đình gì đâu mà tiếng. Mỗi lần gặp là nó chửi. Ông tắt luôn cái đèn này đi, để tôi hít ra vô mất ông ung thư nữa. Hồ biến. Hồ biến. Ờ. Không có gì ăn á, bây giờ phép nó cũng phai mờ hết trơn hả? Nó ngồi vậy hoài. Ê, hot girl, hot girl, hot girl. Con vợ đó, con vợ. Ê, mới được giải đó, á hậu. Thấy mặt nó bình thường đúng không? Bình thường là cái mặt không bánh cấp đúng không? Bánh cấp lên cũng bình thường. Ông sao ông thần thánh mà ông soi mói người phàm chi? Thiệt chứ bộ, nó làm gì nó ngồi nó khóc hoài vậy? Ai biết. Ê, nó buồn tội nghiệp á. Con còn phải thắp nhang, con xin ông địa ông tài phù hộ cho con. Xin ông tài nào? Thần tài đó, nói tắt đó. Lỡ nó xin chí tài sao? Có đâu, thằng đó ai xin mà nó cho.
Dạ. Con lạy ông thần tài thần địa, ông thổ địa, ông phù hộ cho con. Ông phù hộ cho con. Trời ơi. Con ngày nào con cũng cầu xin hai ông. Con cúng trái cây cho ông hai ông. Ăn ngập mặt hết trơn mà hai ông không phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Trái cây kìa. Trái cây mà nó còn để nguyên trên cây sao dám ăn. Con cúng trái cây quá trời mà hai ông chịu ăn, hai ông chịu phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Tao ăn cho chết bà tao hả? Mà sao nó cúng kiến mà nó ăn mặc thấy ghê quá đi. Tao nói ông rồi, bây giờ con gái bây giờ nó không ý tứ đâu. Nó đi tới mấy chỗ linh thiêng mà nó mặc quấy ngắn, nó mặc đầm ngủ. Thế cha con quên, ăn mặc hớ hên quá à. Để con xin lỗi ông Tài với ông Địa, để con quay ra trước. Cha con xin hai ông. Trời ơi. Dạ, con... Trời ơi. Ông nói làm gì để bây giờ nó cúng phao câu kìa. Nó làm sao nghe được. Nó tự thấy chứ nó làm sao nghe được. Đàn bà con gái gì đâu. Không, nhưng mà cũng được. Con này nói vậy chứ mà nó cũng còn xinh. Không phải như thằng chồng nó chửi mình không à. Nó hiền lành, nó nhẹ nhàng là tôi thái rồi. Tôi sẽ cho nó đó. Tôi nó xin đi tôi cho liền. Mà sao hai ông mắc dại vậy? Cúng hoài à, xin hoài à, mà không bao giờ cho gì hết trơn vậy. Thần tài thổ địa gì mà kỳ cục vậy? Trời ơi, thần tài thổ địa phải linh thiêng chứ. Chứ để người ta xin hoài à, mà không có cho cái gì hết trơn vậy. Vừa vừa phải chứ. Trời ơi, tao nói thổ địa gì mà ăn cái gì mà tao nói bụng mỡ không à. Mỡ bà nội nó chứ mỡ. Thổ địa người ta bụng chà bá. Thổ địa này không có gì ăn, cứ ốm nhách ốm nhiều. Trời ơi, thổ địa này nhìn giống như mỡ trong máu vậy à. Trời ơi, cái mặt ngồi cười hoài mà không có phù hộ gì cho chủ nhà, gia chủ gì hết trơn à. Bực bội hết sức à. Ông ăn nữa sao nó chửi ông không? Còn ông nữa à. Ông thần tài gì đó mà thì cái tao thần tài mặt nó phải tươi vui đúng không? Thằng tài tao nó mặc như con khô hối vậy à. Cái râu thì ghét à. Thằng tài tao râu dài vậy đó, râu cục ngủ mà. Bà nội mày, người ta nói đói mọc râu râu rụng tóc á. Bây giờ tao đói tao rụng râu hết rồi. Qua bên nhà mấy người mà được ăn râu mấy ông thể ham dài tới đây. Vậy đó hả? Râu tôi giờ không còn cộng. Đói quá mà. Thằng tài thổ địa gì mà không có linh thiêng gì hết trơn à. Nhìn là thấy là hãm tài à. Không có nói gì nữa hết á. Cạn lên. Trời ơi. Không hiểu cho thằng chồng nó lấy con này làm vợ luôn á ta. Hai đứa nó được câu cạn lời nói hoài. Cái gia đình gì đâu mà nó gặp thần thánh nó chửi không. Thôi tôi nói đúng mà. Hết nhiệm kỳ xin đi chỗ khác cho rồi. Khổ quá rồi. Tôi hết nhiệm kỳ tôi qua nhà Minh Tiết đó. Con đâu không biết có cúng không á. Có, con nói số nào Thúy Nga nó không cúng. Nó lên là thấy bưởi không. Mà nó cũng say sinh lắm nha. Nó say sinh lắm. Chứ nói chút ngày nó lên Thúy Nga là cái nó sinh hoài. Nó sinh hoài. Không biết nó sinh cái gì mà nó sinh hoài. Cứ về vì cọt ác sinh là nó sinh. À vậy tôi biết rồi, tôi thấy rồi. À. Lời nói đầu môi, anh ở chót lưỡi đầu môi. Đó. Nó sinh hoài, nhỏ kỳ. Ê, ê, ê. Thành viên cuối cùng của gia đình, con của hai vợ chồng. Khổ quá. Quá là khổ. Khổ, khổ, khổ. Tại sao khổ? Con nít người ta mới sinh ra, người ta khóc ngoe, ngoe, ngoe. Còn em mới sinh ra, em khóc đẹp, đẹp, đẹp. Dạ, đẹp là hồng nhan bạc phận, em phải khổ thôi. Khổ quá. Cô lại hai ông. Cô lại hai ông. Ngày thành tâm nè. Tại có lại là được rồi. Cô lại hai ông. Xin hai ông hãy làm ơn phù hộ cho con có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Thằng này nó có tâm, nó phù hộ cho nó đi. Rồi, mày xin đàng xin hoàng. Xin đi đàng hoàng phù hộ. Trời, tôi thấy cái mặt hai ông dễ thương quá. Đó, thấy chưa? Khỏi cần nịnh, mày chỉ biết cung kính là ta phù hộ. Hồi đó giờ, hai ông biết con không bao giờ xin hai ông điều gì. Hôm nay con xin nè. Xin là mình phải dâng lễ vật nó mới có thành tâm.
Có ăn. Sống là phải có cái tâm. Dạ. Yeah. Đây. Trời ơi. Trời ơi. Mày tốt hơn ba má mày nha. Chui phải đó. Như ba má con. Suốt ngày ba cái đồ mũ đó mà cúng hoài. Làm sao mà thần linh nào người ta chứng. Dạ. Dạ con xin hai ông. Dạ. Xin thần thánh dạ phù hộ cho con. Cho nó nha. Nó xin được dạ. Cho nó nha. Xin cho ba má với người yêu của con tin con là con gái thiệt được dùng mẹ nó trả mẹ chú lại mày. Trời đất ơi. Trời ơi nói vậy là mày qua mày xin mấy bác sĩ bên Thái Lan cho tụi ta làm gì làm được. Trời đất ơi. Nói vậy là hai ông không có chứng minh cho con hả trời. Ông làm phép quan nãy chú chi. Trời đất ơi. Ờ đang đói mà thôi ăn dạ, đi. Không không. Dạ chuối này là cho ông Địa. Dạ chứ phải cho ông. Nhìn cái mặt ông là biết thèm chuối lắm rồi. Thôi để tôi lấy đi. Để tôi lấy thì tôi cho mấy cái. No, this is not for you. Yeah. Còn ông nữa. Ông dòm cái gì? Thấy ghét không? Má hồng mà ông đánh lố hơn tôi vậy đó hà. Đánh kiểu này chắc một tuần hết anh họp phấn quá. Tôi biết sao ông phù hộ cho tôi rồi. Ganh tị nè. Bỏ đi nha Địa. Bỏ cái vụ bóng kính đi nha Địa nha. Thằng này nó vô duyên. Cái này là do lò gốm. Lò gốm nó vẽ cho bộ ổng tự vẽ à. Lố quá. Bà hồng quá. Địa ơi Địa. Địa bà bóng chắc không ai thèm đâu. Nha. Đừng bao giờ có cái ý định mà bỏ làm bóng nha. Bóng bây giờ là phải di chế. Đó, bóng là phải sử nhi, phải trẻ trâu, phải đẹp như chế. 57 tuổi chế muốn lấy chồng. Muốn chồng giàu đẹp lại có xe hơi. Chồng chế phải đẹp như bằng kiều. Chồng chế phải xích bát như đa nguyên. Chồng chế phải bự như quan lề. Bỏ đi, thần tiên gì mà không có linh thiêng gì hết à. Ăn đi. Không có linh thiêng là mình đâu có phải, mình đâu có cho ăn tươi sống được. Túi chuối này chuối sống nè. Không linh thiêng là phải cho ăn chuối chiên. Ngày mai em cúng cho chuối chiên ăn. Ê, bữa nào rảnh rảnh á, nghiên cứu thử cái con này nó hành tinh nào nó xuống vậy. Khổ quá. Ăn mà cũng bị hụt. Mà ra đây. Cái gia đình. Ra đây. Ra đây. Ra cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Có cho tôi biết. Hả? Mà phải trả lời tôi điều này đàng hoàng. Ông á, ông mới trả lời cho tôi biết á. Ông là đàn ông mà tại sao ông lôi tôi vậy hả? Đàn ông gì mà kỳ cục vậy? Cái gì? Đàn ông gì mà hành hạ tụi bay là vậy? Con người tụi bay cũng phải biết đang quay hình mà cho tụi tao thấy hình chút chứ. Ông làm phép đi chứ, nó làm sao nghe ông nói được. Ồ, điên. Hả? Giạt ra mới thấy hình. Ông kỳ nha. Cái gì? Ông cho ông xô tôi hả? Bà xô tôi thì có. Tôi cà chớn vậy. Cái gì? Ông nghĩ chồng là ông ăn hiếp tôi vậy hả? Ông kêu tôi ra ông chửi cái gì? Tôi nói cho bà biết. Tại sao trong nhà này lại có một đứa con bệnh hoạn như vậy? Hả? Trời ơi, bệnh hoạn cái gì? Con tôi giờ tôi đẻ ra. Mà cái chuyện mà tôi đẻ được đứa con vậy là cũng ông hùng vốn nó mới ra được vậy chứ. Tôi hùng vốn. Nhưng mà cái chuyện dạy dỗ, chăm sóc đó là chuyện của bà. Hả? Bà nghĩ sao? Đó là Trần Mạnh Dũng. Bây giờ nó đổi tên thành Mỹ Dung là sao? Trời ơi. Mỹ Dung là cái chuyện của nó. Nhưng mà bây giờ ông cũng coi kiểm tra là cái gen của ông đi. Tôi nghĩ là cái gen của ông bị liệt rồi. Nên con mình nó mới què rồi giờ nó mới bóng luôn vậy đó. Bà đừng có lên bậy. Tôi là một người đàn ông chân chính. Trời ơi chân chính ghê ha. Chân chính nó ớn luôn à. Chân chính mà giờ con tôi vậy đó. Không nói gì mà nữa. Chuyện xảy ra như vậy tất cả là hai ông này hết. Đúng rồi, là hai ông này nè. Cái gì vậy này? Trời ơi cầu nguyện quá trời muốn được cái gì hết trơn à. Ông nhìn cái gì? Ông còn nhớ lúc vợ tôi mang bầu, tôi tới tôi xin gì ông? Tôi xin gì ông chứ? À tôi nhớ rồi. Lúc mà vợ nó mang bầu, nó tới nó xin là ông Địa ơi cho tôi đứa con trai. Ông quên được cái gì? Tôi nhắc lại cho ông nhớ nè. Lúc đó tôi xin một đứa con trai. Thấy chưa? Hả cái gì? Ông vừa nói gì? Ông xin con trai hả? Đúng. Còn tôi xin con gái. Đã. Đứa xin con gái, đứa xin con trai, ta cho một đứa bê đê là được rồi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Trời ơi. Trời ơi ông ơi. Nhìn hai ông này đó ha. Cho hai ông này. Tôi nhìn. Tôi cạn quá rồi. Cạn rồi.
cái nó ra nó chửi, ra chửi xong vô nghỉ giải lao, cái nó ra nó chửi. Trời ơi. Nói chung là em cũng cạn lời với ba má em. Trời, có cái gì mà em bóng gió thôi mà. Gia đình em xào xáo mỗi ngày. Cái này là lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Nói chung là không phải lỗi tại hai anh. Đúng, cái thằng này, cái lỗi này em biết là lỗi tại ai rồi. Tại ba má em. Trời ơi, mới đẻ em ra em cũng rất là manly. Nghe cái tên là biết manly rồi. Đặt cái tên Trần Mạnh Dũng. Dạ. Sau này qua Mỹ em lên Facebook em mới sửa lại là Trần Mỹ Dung. Dạ. Cho nó nhẹ nhàng chút xíu vậy thôi. Và môn thể thao em yêu thích đó là gì? Đá banh. Trời, Trần Mạnh Dũng mà đá banh nữa thì thôi quá là men. Dạ, nhưng mà bữa em vừa ra sân cỏ, thằng cu đen đá một cái banh bạc vô trong mặt em một cái. Ông già ông đứng từ đằng sau, ông thấy cái banh vô trong mặt đau sưng chù bá vậy đó. Ông đâu có chịu, ông cấm tuyệt đối từ đó không được chơi đá banh nữa. Thế là ông làm gì? Ông mua cho em cái banh nhỏ hơn. Ông cho mua cái banh này. Trời ơi, cái banh này để làm gì? Em suy nghĩ ra, chỉ có thảy bắt chụp em chuyển qua chơi banh đũa. Trời ơi, em chơi banh đũa riết mà ở trong nhà em không còn đũa để ăn. Dạ, chỉ có ăn muỗng thôi à. Đó, lỗi của tội ai? Đâu phải tội hai ông đâu đúng không? Tội ông bà, tại ba của em. Chưa có hết. Em đâu có muốn đẻ em ra mà. Trời ơi, đẻ nó Trần Mạnh Dũng. Tự nhiên cho bằng áo đầm. Nói chung là em cạn lời. Làm như tụi ông về đây là để cho gia đình nó xả stress hay sao? Bây giờ tôi nói ông nghe nè, thấy thằng này nó tâm sự cũng tội nghiệp. Cái lỗi này là lỗi do 12 bà mụ nè. Đúng rồi, 12 bà mụ là bà nặng ngu người. Thôi được, để cái... đó tôi. Tôi anh điện lên à? Nói chuyện với mấy bà coi hả. Ủa sắm hồi nào vậy, ai cúng? Nhà này là đâu có cúng đâu. Bên hai ông bên nhà bà Ngọc Quang cho. Trời, bà đó bà cúng iPhone luôn hả? Alo. À, 12 bà mụ hả? Ai phụ trách về vấn đề trai gái á? Bà Chính hả? Bà đâu rồi, cho tôi gặp bà chút. Gì? Kéo máy hả? Bà đang kéo máy rồi. Vậy đó hả? À, lát nói bà về giúp giùm tôi nha. Quan trọng là ba ăn hay thua. Ba ăn thì mới về cho bà thua bà ở luôn trển á. Kệ đi, nhắn lại giùm tôi. Ờ, à, tôi ở 58261 Brockhouse Street. Cái gì? 58261 Brockhouse Street nè. Ờ, à, ờ à. Đổi lại giùm cho cái thằng họ Trần nha. Bây giờ, ờ, đổi lại. Rồi, cảm ơn. Rồi. Xong. Rồi, 12 bà mụ rồi. Trời ơi, tôi nói. Đổi lại nhà rồi. Nhà này chi được, không được cái gì hết trơn. Suốt ngày nó chửi không. Kệ nó đi. Chửi với hửi khói. Nó về kìa. Đó, đó. Nó chửi nữa bây giờ đó. Tháp rồi nó dụi nè. Dụi xong cái nó chửi. Nó chửi xong cái nó phun nước miếng. Số vậy, số. Xin thưa thần tài và ông địa. Ủa sao bên này nó lạ vậy, nãy lịch sự lạ vậy? Đã từ lâu con đã lớn tiếng nặng lời với hai ông. Trời ơi, hối hận à. Con thành thật xin lỗi. Con chỉ xin hai ông kể từ ngày hôm nay phù hộ cho con sống bằng chính mình, sống một cuộc đời một người bình thường, chứ mà sống cuộc đời bóng gió khổ lắm hai ông ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi, ba, ba. Kêu ba không thích. Chế ba. Trời, chế ba quay mặt nhìn liền vậy đó hả? Trời ơi, chế ba. Sao vậy chế ba? Con về đó hả? Dạ. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Ôi trời ơi. Bây giờ chế ba lộ luôn hả? Không lẽ nhà có hai chị em? Trời ơi. Nào giờ tôi tưởng tôi lấy chồng, ai về bây giờ tôi mới biết là tôi đang sống với một bà chị già lâu năm. Trời ơi, bà ơi, cái gì vậy, tránh ra đi. Trời ơi,
ông tránh tôi nha. Bà ơi, tránh ra. Bà nghe tôi hỏi một câu thôi, bà cho tôi hỏi một câu thôi. Bà nội hỏi đi. Một câu thôi nha. Hỏi cái gì? Áo đầm này mua đâu đẹp vậy? Giờ hỏi tới đầm luôn rồi nè. Áo đầm đó em dắt má đi mua. Dạ. Vậy hả? Ờ, bữa nào em dắt chị ba đi luôn. Ờ, nhớ à, nhớ giữ lời nha. Chế ghét mấy người mà sai hẹn lắm á. Ủa là cái gì mà tầm lâm chuyện xảy ra vậy không ông Tài? Chắc là do tôi rồi. Hồi nãy tôi điện 12 bà mụ, tôi chỉ nói cái họ, tôi đâu có nói cái tên. Trời ơi. Thằng này là chủ nhà, bởi bà đổi nó qua cái giới tính nữ rồi, chết cha rồi. Gọi bà coi. Thôi khỏi gọi đi. Mình hiện ra luôn đi. Nó không có tin đâu, mấy đứa này làm sao nó tin thần thánh mà hiện. Hiện đại ra đi, giúp nó đi. Hồ Biên. Thì bà, em thấy cái áo này nó hợp với cái màu tóc của em. Bữa nào đưa. Ê, thôi, thấy không? Ủa ai vậy? Đằng sau nữa kìa. Dạ, thôi nhà nhà. Trời dạ. Ơi, cái gì vậy trời? Chưa đến Trung Thu mà ông Địa đến đây múa làm chi vậy trời? Ê, múa bà nội mà chứ. Ông ơi, ông ơi, qua đây, qua đây, qua đây. Nói rồi, gia đình thằng Hánh nó không có tin. Thằng Hánh mà nó coi thường quá. Dạ, đâu có phải, dạ, không phải. Có chuyện buồn, tụi em không có coi cải lương đâu. Dạ, đi về đi bữa khác. Không phải cải lương. Ủa chứ, đâu mà tới đây. Tụi em nhìn vô trong cái can coi có không. Hả? Trời ơi. Ủa, vậy. Đúng rồi bà ơi. Ta xin giới thiệu cho các con biết. Thì đây là... Đây là ông thần tài. Hả? Tên thường gọi là David. David. Ông tài tên David à? Nào, lấy cái tên nó lạ để người thường người ta không biết, hiểu không? Còn ta là Thổ Địa. Tên của ta là Jennifer. Hả? Cái gì vậy? Em nghi lắm đó. Rồi mà trời ơi, thấy em hả? Hồng đỏ vậy là em nghi rồi. Thế trời em. Ơi. Thích quá. Thôi đi. À đúng rồi. À, bà ơi, đúng là thần thánh rồi. Chân đứng không chạm đất nè. À, mày điên hả mày? Chân đứng không chạm đất là ma. À. Là thần mà. Lộn. Bây giờ vậy nè. Thấy gia đình tụi bay như vậy, xào xáo như vậy. Tụi ông lên á là để giúp cho các ngươi. Dạ. Quan trọng là tin chưa? Bây giờ tin chưa? Dạ tin. Dạ tin nè. Gia đình con xin ra mắt thần tài và ông Địa. Dạ. Ra mắt hoài, mày lại hoài. Con kia mà đừng có lại, hai đứa này lại thôi. Sao vậy? Dạ con quên. Con thật nghe con mão hở ha. Bây giờ tới đây rồi. Dạ. Tao hiện ra đó. Là dạ. Tại cái lỗi của tao. Bây giờ tao quá phép mày thành đàn ông trở lại. Dạ, dạ ông. Thành tâm đi. Thành tâm đi ba. Thành Hồ Biên. Hay quá. Sao mà đã. Hay quá. Ba đã trở thành đàn ông rồi. Cái gì vậy? Tao có làm gì đâu. Trời cái ơi. Gì vậy ba? Ông Tài, ông Địa ơi. Trời ơi, ông Tài, ông Địa biến sao mà giờ ngôi nhà không có đàn ông luôn vậy? Có mà, tao biến rồi. Giỡn thôi, tôi bị liệu. À, liệu trở thành đàn ông rồi. Đàn ông thì cảm ơn thần tài. Không sao đâu. Làm lại lần nữa coi có đàn ông chưa ba. Hả? Làm lại lần nữa. Đàn ông. Đàn ông rồi nè. Bây giờ ta nói cho các con nè. Thôi, đàn ông ra để cái ngón tay gì hết á. Thầy ơi. Tôi làm lại. Nhỏ rồi mày ơi. Mày đúng hai tay vô túi người ta đi. Ở đó, đó. Con tôi nó bóng cũng do cái ngón tay từ từ ông ra đó. Cái gì này ta nói cho các người biết. Dạ. Sáng nay ta nói luôn, con của các người như vậy, giới tính đó là do trời định. Đúng rồi. Dạ. Không phải là cái bệnh. Đúng. Dạ, nếu bệnh á là đã có thuốc chữa rồi. Đúng. Dạ. Đây không phải là bệnh. Đúng. Thành thử ra không được kỳ thị nó như vậy. Đúng. Dạ. Miễn sao nó sống tốt, sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng rồi. Dạ. Ông Tài, ông Địa ơi, giờ đã biến chồng con thành đàn ông, rồi biến này cho nó đàn ông lại giùm con đấy chứ, để người ta nói bệnh hoạn tội nghiệp nó lắm. Không có biến được. Cái gì vậy chồng mày là nãy ta sinh ta mới biến được chứ còn là kia là bẩm sinh. Hiểu gì hết trơn. Hồi nãy ông mới vừa nói đó. Phải hiểu, có những thể loại thay đổi được, còn có thể loại của thằng này là nó vô xương rồi. Nó vô tới máu rồi. Không. Nãy ông Địa, ông thần tài đã nói rồi, cái này nó phải là cái bệnh ha. Cái bệnh là mình phải chữa hết đúng không? Sida bây giờ người ta còn chữa hết mà. Cái này là trời cho. Dạ, có muốn cũng không được. Đúng rồi. Thôi, nè đi. Thôi, để tao vô, tao không ngồi. Hát rồi. Em thấy... Nè đi, cái bệnh delay dữ lắm. Mệt bà quá nha bà Jennifer. You're not my type. Bà. Cái gì? Please. Bà. Gì ông? Giờ tôi hiểu rõ câu chuyện rồi. Ừ. Thôi bây giờ tới từ ngày hôm nay tôi không có đai nghiến mà nữa. Con, lại đây. Bà, tôi nói thiệt với ông á ngang.
bóng bây giờ là thiên tài không đó. Make up cũng giỏi nè, thấy không? Làm tóc cũng giỏi nè, thấy không? Nấu ăn cũng giỏi nè. Nói chung cái gì mà bây giờ là thế giới thứ ba là tôi thấy thành công và thiên tài hết. Dạ, đúng nói không chung con? Là bóng bây giờ nó bá đạo. Đúng rồi, chỉ có mình mày bóng là dở nhất đó. Thôi được rồi, bà vô ngồi trọng đi nha bà Jennifer. Thôi được rồi, bây giờ ba sẽ thương con như là một đứa con trai bình thường. Nhưng mà ba chỉ ngại một cái là ba đang muốn có cháu đích tôn nó nói dòng nói dỗi. Mà con thì vậy thì không biết làm sao. Thì bởi vậy. Có gì đâu ba, tại con không muốn thôi. Cầu được ước thấy, muốn là được thôi à. Con gồng lên là được hết đó ba. Vậy, dạ vậy là ba con thấy tâm rồi. Dạ, có người nè vợ bốn con vẫn bóng như thường nha. Nhưng mà ba à, đời người con gái, bây giờ con đi lấy vợ rồi con có con, rồi con làm được bao lâu? Được cái gì? Tội nghiệp người con gái người ta đúng không ba? Đúng rồi. Vậy, ba lấy cho con là sống khổ với chính bản thân của mình. Thôi được rồi. Biển sao con sống có ích cho xã hội là được rồi. Thôi, giống rồi như ông thần tài nói, đúng không ba? Đúng rồi. Con hứa với ba, con sẽ là một người đàn ông. Con là một người có ích cho xã hội thôi. Bỏ cái chữ đàn ông đi. À, công nhận nha. Thì mình hạnh phúc quá. Hạnh phúc rồi nè. Tôi cảm ơn thần tài thổ địa là hôm nay về đây ha, giúp cho gia đình mình hạnh phúc đoàn tụ, không có hiểu lầm nhau nữa. Ông tài ông địa ơi, để hôm nay con đi mua trái cây, con dâng con cúng cho ông tài ông địa nha. Mày quay mặt ra ngồi kia đi. Dạ. Để à, mà quay. Không không. À, vậy thôi, để con mua heo quay con cúng cho ông tài ông địa. Đó, bữa nay được. Heo quay. Trời ơi, chuẩn bị đi gì đó, gì khám bệnh gì đó. À, mở trong máu. Để mua anh heo lo quay, mua heo quay không? Để anh lo nha. Thằng này bây giờ được rồi nè. Thay đổi rồi. Để anh lo. Nó ngộ ra được rồi nha. Ba làm bây giờ trọng quá ba. Tất cả quỳ xuống. Dạ. Dạ, kính thưa ông thần tài và ông dạ Thô Điền, hôm nay gia đình cũng được hạnh phúc là nhờ hai ông ra tay giúp đỡ. Chúng con xin nguyện khắc ghi ơn sâu trong lòng và để cảm ơn. Chúng con xin hai ông hãy tiếp tục ở lại nhà con tới suốt đời. Dạ, được. Dạ. Còn cái chuyện mà vợ con xin cúng kiến. Dạ. Hay quay làm cái gì? Tất cả đều do tâm mà ra. Chỉ cần một nén nhang là đủ. Dạ. Dạ. Thôi ta nghỉ trước nhiệm kỳ. Thôi ta đi. Đi đâu vậy? Thôi đi. Qua nhà bằng Kiều hử. Thử cái gì? Thử đồ ăn. Tôi đi nữa. Đi luôn đi. Thử sao ơi. Con nói giỡn. Nói giỡn thôi mà nghe. Dạ. Thôi đi nghề đi. Dạ. Quay lại đi ông Địa ông Tài ơi. Dạ.